kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin của chúng tôi hôm nay ngày 11 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 38. Tiếp tục cập nhật diễn biến tình hình siêu bão Nun. Đánh giá lại giá trị và đề xuất phương án bảo tồn hệ thống thơ văn trên các công trình kiến trúc cung đình Huế. Sau đây là nội dung chi tiết của bản tin. Chiều ngày 10 tháng 5 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới sân bay ở thủ đô Praha, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Séc theo lời mời của Tổng thống Miloš Zeman. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước ta tới Cộng hòa Séc kể từ năm 1958. Chuyến thăm này nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với các nước bạn bè truyền thống. Tại thủ đô Praha, Chủ tịch nước đã tới thăm và nói chuyện với các đại sứ cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở một số nước khu vực châu Âu. Đông đảo bà con bày tỏ sự quan tâm đến những thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đồng thời kiến nghị tháo gỡ một số thủ tục về quốc tịch và có những giải pháp thiết thực hỗ trợ việc gìn giữ và phát triển văn hóa dân tộc cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Giải đáp cụ thể những quan tâm của kiều bào, Chủ tịch nước cho rằng cộng đồng người Việt Nam tại khu vực châu Âu là một trong những cộng đồng người Việt lớn, luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, góp phần tạo hình ảnh tốt về Việt Nam trong mắt những người dân bản xứ, nhất là tại Séc. Bày tỏ tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại khu vực này sẽ tiếp tục phát triển, hòa nhập và tuân thủ luật pháp của nước sở tại. Sáng 11 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 38, nghe và cho ý kiến về báo cáo bổ sung của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước trong những tháng đầu năm 2015 và phương án phân bổ số vượt thu ngân sách trung ương năm 2014. Tại phiên họp, Ủy ban Tài chính Ngân sách tán thành với báo cáo đánh giá bổ sung của Chính phủ về thu ngân sách nhà nước năm 2014, tăng 17.120 tỷ đồng so với số đã báo cáo Quốc hội. Trong đó, tăng thu chủ yếu từ hoạt động xuất nhập khẩu, thu nội địa và các khoản thu về nhà đất. Cũng theo Ủy ban này, trong bối cảnh khó khăn do tác động ảnh hưởng của giá dầu thô, kết quả trên cho thấy nỗ lực rất cao trong điều hành của Chính phủ, các bộ ngành địa phương, sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và sự cố gắng nỗ lực của toàn dân. Còn về tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014, đã có 13 trên 14 chỉ tiêu đạt kế hoạch, chỉ có một chỉ tiêu không đạt, đó là tỷ lệ lao động qua đào tạo. Cuộc thi tuyển Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam đã có kết quả. Đây là kỳ thi thứ 8 được Bộ Giao thông Vận tải tiến hành để lựa chọn vị trí lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Theo đó, thì ông Vũ Quang Khôi, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt đạt điểm cao nhất trong các ứng viên. Tiếp theo, đứng thứ 2 là ông Trần Minh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Giao thông Vận tải. Kết quả người trúng tuyển Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam sẽ được công bố trong một vài ngày tới. Người dự thi tuyển phải xây dựng đề án về chương trình hành động của mình theo nội dung yêu cầu và bảo vệ đề án trước ban giám khảo. Trước mắt khi trúng tuyển, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam sẽ phải nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi bổ sung luật đường sắt đã không còn phù hợp trong điều kiện hiện nay và được cho là một mắt xích nhằm tạo ra diện mạo mới cho ngành đường sắt trong thời gian sắp tới. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức thí điểm thi tuyển 8 chức danh như Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ, Vụ trưởng Vụ vận tải, Vụ trưởng Vụ an toàn giao thông, Cục trưởng Cục đường thủy nội địa. Thưa quý vị khán giả, chuyển sang những thông tin kinh tế, Đồng Nai luôn là địa phương đứng đầu trong cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và trong 4 tháng đầu năm nay, địa phương này đã thu hút được 907 triệu đô la Mỹ từ các dự án FDI. Điều này có nghĩa là tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành chỉ tiêu của cả năm và chắc chắn là sẽ vượt xa những dự tính ban đầu. Mặc dù các dự án đầu tư mới chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như là công nghệ cao hay là công nghiệp phụ trợ, tuy nhiên việc kết nối và tham gia vào chuỗi sản xuất đối với doanh nghiệp trong nước vẫn còn gặp không ít khó khăn. 660 triệu đô la Mỹ là tổng số vốn của tập đoàn Hyosung vào khu công nghiệp Nhân Trạch 5. Một nhà máy khác của Hyosung cũng tại Đồng Nai đang hoạt động. Sản phẩm là nguyên liệu để hoàn thiện cho ngành dệt may và vỏ xe hơi. Dù cả hai dự án là công nghiệp phụ trợ, nhưng các doanh nghiệp trong nước vẫn khó có thể tham gia vào chuỗi sản xuất vì đó là một chu trình khép kín và công nghệ cao.
Nhưng câu chuyện ở chỗ là các nguyên liệu này sẽ được xuất khẩu toàn bộ và hoàn thiện khâu cuối cùng ở đâu đó. Tức là những sản phẩm này chỉ mang tính toàn cầu, còn địa phương, quốc gia chỉ hưởng lợi về thuế và giải quyết việc làm. Trong khi đó, các doanh nghiệp dệt may, doanh nghiệp cao su, sản xuất vỏ xe ngay tại đây lại nằm ngoài chuỗi cung ứng. Các cơ quan ở Đồng Nai đã hỗ trợ cho chúng tôi rất nhiều. Điều chúng tôi mong muốn là về chính sách thuế, cung cấp nguồn lao động, điện ổn định. Như vậy thì sẽ kéo thêm nhiều nhà đầu tư hơn nữa. Còn sản phẩm thì đều xuất khẩu. Nhà máy Mabuchi Moto, tỉnh Đồng Nai, 150 triệu đô la Mỹ thu về mỗi năm, gần như không có phần của doanh nghiệp nội địa. Lãnh đạo nhà máy cho biết họ có nhu cầu phía Việt Nam cung cấp các sản phẩm có chất lượng như thép, đồng, đất hiếm một cách ổn định, lâu dài. Thế nhưng qua 17 năm hoạt động, những thứ quan trọng này vẫn phải nhập. Địa phương chỉ có thể cung cấp bao ni lông và hộp xốp. Để nội địa hóa tốt thì sản phẩm của chúng tôi cần thép, đồng và đất hiếm, do đó phải mua từ nước ngoài. Nếu như doanh nghiệp trong nước đầu tư công nghệ và quản lý chặt chẽ và cung cấp ổn định, thì có lẽ tỷ lệ nội địa hóa sẽ cao. Các cái doanh nghiệp chúng ta là thứ nhất là nhỏ lẻ và không có công nghệ, rồi vốn cũng không đảm bảo, không đáp ứng được. Thành ra là cũng cái đó là cái khó mà chúng tôi là sắp tới là cũng phải quan tâm đến vấn đề này để tiếp tục là từng bước một để đưa các cái doanh nghiệp trong nước tham gia vào cái chuỗi này. Hai ví dụ trên cho thấy cuộc chơi công nghệ cao và công nghệ phụ trợ còn nhiều gian nan dù đã có nhiều dự án đầu tư vào Việt Nam. Các doanh nghiệp trong nước vẫn chưa tham gia sâu bởi hạn chế về công nghệ, chính sách và nhân lực. Nhưng dù sao việc có những dự án thế này cũng đã là thành công. Với tỉnh Đồng Nai thì giá trị sản xuất trên cùng một khu đất sẽ tăng lên, hàng chục ngàn lao động có việc làm và tất nhiên là kéo theo về dịch vụ và bất động sản cũng tăng trưởng theo. Chưa tham gia được vào chuỗi nhưng rõ ràng cả nước vẫn đang cần những dự án như thế này. Kinh tế Việt Nam luôn có sự tham gia thị phần rất lớn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trước ngưỡng cửa của Cộng đồng Kinh tế ASEAN, còn gọi tắt là AEC, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển đáng kể của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực, thì các doanh nghiệp này vẫn còn phải chuẩn bị nhiều hơn nữa để thực sự nắm bắt được các cơ hội mà Cộng đồng Kinh tế ASEAN đem lại. Đó là nhận định của các học giả tại một hội thảo liên quan đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ và luật cạnh tranh mới được tổ chức tuần qua tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore. Trong nội dung liên quan doanh nghiệp vừa và nhỏ và luật cạnh tranh Việt Nam, các học giả đánh giá doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể trong thời gian qua, tiếp tục đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế. Đáng chú ý, sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được rộng mở hơn kể từ khi luật cạnh tranh ra đời, với những quy định miễn trừ hết sức thuận lợi cho doanh nghiệp. Những cái điểm miễn trừ ở trong luật cạnh tranh thì cho phép doanh nghiệp nhỏ và vừa có những cái hoạt động có thể là mang sự hạn chế cạnh tranh, ví dụ như họ có thể thống nhất về giá, cũng như là hạn chế về sản lượng, cũng như là hạn chế về đầu tư. Ngoài ra, doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có thể tiến hành các cái hoạt động tập trung kinh tế và họ được phép tiến hành cái việc này, thậm chí nếu cái thị phần của các cái doanh nghiệp đấy sau khi tập trung kinh tế vẫn cao hơn 50%. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng đánh giá những trở ngại dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn khá nhiều, đặc biệt là vấn đề nhận thức cụ thể, rõ ràng về luật cạnh tranh và về quá trình hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN nhằm thu được lợi ích tốt hơn. Trở ngại chính của hội nhập kinh tế trong khuôn khổ cộng đồng kinh tế ASEAN là doanh nghiệp nhỏ và vừa không thực sự biết chính xác về bản chất của AEC. Thực trạng tôi thấy ở Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, thậm chí là ở Philippines và Indonesia. Doanh nghiệp biết về khái niệm cộng đồng kinh tế ASEAN là một thị trường chung của khu vực, nhưng không thực sự biết ở đó họ có lợi ích nào và làm thế nào để nắm được những lợi ích đó. Đây chính là thách thức lớn nhất. Ngoài ra, thực tế cho thấy có sự khác biệt giữa luật cạnh tranh giữa các nước ASEAN, do đó có những điều cần mà doanh nghiệp nên chú ý khi hội nhập. Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khi mà tham gia vào cái cộng đồng kinh tế của ASEAN thì cần phải lưu ý đến cái vấn đề là mặc dù luật cạnh tranh của Việt Nam có quy định một số điều khoản miễn trừ, nhưng luật doanh nghiệp của một số nước trong khu vực thì lại không có cái điều khoản. Các chỉ số tại một hội nghị liên quan luật cạnh tranh của Bộ Công Thương tổ chức tháng 4 vừa qua cho thấy chỉ có khoảng 20% doanh nghiệp biết về luật cạnh tranh, trong khi con số này ở các doanh nghiệp FDI lại là 78%.
một sự chênh lệch đáng kể về nhận thức, đồng nghĩa với chênh lệch về vận dụng luật liên quan tới doanh nghiệp. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị khán giả những thông tin cập nhật về diễn biến tình hình siêu bão Nun. Đánh giá lại giá trị và đề xuất phương án bảo tồn hệ thống thơ văn trên các công trình kiến trúc cung đình Huế. Tiếp tục cập nhật thông tin về siêu bão Nun, hồi 8 giờ ngày 11 tháng 5, vị trí tâm bão ở cách đảo Đài Loan, Trung Quốc khoảng 220 km về phía nam đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16-17. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông bắc Biển Đông sáng nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 40 km. Đến 7 giờ ngày 12 tháng 5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 27,5 độ Vĩ Bắc, 129,0 độ Kinh Đông, cách đảo Kyushu, Nhật Bản khoảng 480 km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12, 13. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị chủ các phương tiện tàu thuyền trong khu vực ảnh hưởng của bão cần theo dõi thông tin và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn. Trong khi đó, thì lốc xoáy cũng đã vừa xảy ra tại các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh của tỉnh Quảng Trị, gây thiệt hại nặng về nhà cửa và cây trồng của người dân. Đây là một trong nhiều trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn tại nhiều tỉnh trên cả nước từ cuối tháng 4 đến nay. Trước đó, lốc xoáy đã xuất hiện tại nhiều huyện ở các tỉnh Đắk Lắk, Bình Phước, Nghệ An, làm sập đổ hàng chục ngôi nhà và hơn 1.000 ngôi nhà bị tốc mái. Nhiều trường học đã bị ảnh hưởng, hoa màu và gia cầm bị thiệt hại đáng kể. Bên cạnh việc hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, huyện, thị xã cần tiếp tục tuyên truyền cách ứng phó với dông sét, lốc xoáy để đảm bảo và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người lẫn tài sản. Ngoài ra, người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết. Đối với những hộ dân xây dựng nhà cạnh cây to nên cưa các cành già yếu, kiểm tra máng nước, mái nhà, cửa, đường dây điện từ ngoài vào trong nhà, gia cố chuồng trại gia súc gia cầm để đảm bảo an toàn khi xuất hiện mưa dông và lốc xoáy. Thưa quý vị khán giả, những hỗ trợ từ cộng đồng sẽ giúp ích không nhỏ cho những người khuyết tật cải thiện điều kiện sống của mình. Và sự trợ giúp sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất khi nó đáp ứng được đúng nhu cầu của họ. Đó là những gì mà các thành viên đến từ Tổ chức Y tế Hà Lan Việt Nam đang hướng đến với những việc làm thiết thực hỗ trợ cho người khuyết tật ở Phú Yên. Hỏi kỹ về khả năng vận động và lao động sau chấn thương, kiểm tra tình hình sử dụng chân tay giả hay khả năng lắp ráp chân tay giả của mỗi người khuyết tật. Tất cả thông tin được hai thành viên đến từ Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam ghi lại cẩn thận. Mỗi tuần một lần, Iris và Sander lại về từng xã phường của tỉnh Phú Yên để thu thập thông tin về người tàn tật trong tỉnh, nhất là những người cần sử dụng chân tay giả. Đây là một phần công việc trong 6 tháng Iris và Sander làm việc tại Phú Yên. Sự khác biệt lớn nhất chính là việc sử dụng các thiết bị dụng cụ chỉnh hình. Bởi vì ở Hà Lan thì chúng tôi sử dụng công nghệ điện tử nên người khuyết tật có thể dễ dàng vận động. Còn ở đây thì tôi thấy là các cái thiết bị chân tay giả thì rất là cứng, nó có thể được làm như từ gỗ chẳng hạn, cho nên là gây khó khăn trong vận động. Từ nhiều năm qua, Tổ chức Y tế Hà Lan Việt Nam đã có nhiều chương trình hỗ trợ cho Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Phú Yên trong công tác phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Chương trình hỗ trợ chân tay giả cho người khuyết tật lần này cũng không ngoài mục đích đó. Để giúp người khuyết tật có được sự trợ giúp tốt nhất, các thành viên của Tổ chức Y tế Hà Lan Việt Nam đã phải đi điều tra trực tiếp để có được những thông tin cụ thể về nhu cầu của người được trợ giúp. Tổ chức chúng tôi đang có chương trình phối hợp với phía Việt Nam hỗ trợ cho người khuyết tật tại tỉnh Phú Yên này. Và những cái thông tin mà chúng tôi thu thập được thì sẽ là cơ sở cho việc là cái kế hoạch sau này có thể thành lập một cái cơ sở chuyên cung cấp chân tay giả miễn phí cho người dân địa phương. Vừa hỗ trợ về kỹ thuật tập luyện cho bệnh nhân, điều trị bệnh nhân, vừa là có hướng dẫn thêm một số cái kỹ thuật về mới để cập nhật những cái kiến thức mới về tập phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Khi về cái hợp tác đó thì chúng tôi có những cái lâu dài để mà phát triển cái xưởng sản xuất dụng cụ chỉnh hình trong tương lai. Thống kê toàn tỉnh Phú Yên hiện có hơn 19.000 người khuyết tật cần tập luyện phục hồi chức năng hoặc làm chân tay giả mỗi năm. Trong số đó, nhiều người vẫn là lao động trụ cột của gia đình. Do cuộc sống còn khó khăn, chi phí cho mỗi lần lắp mới chân tay giả hơn 1 triệu đồng nên phần lớn đều trông chờ vào các chương trình hỗ trợ miễn phí. Việc có được những hỗ trợ phù hợp sẽ giúp cho người khuyết tật hòa nhập tốt hơn vào cuộc sống lao động bình thường.
cho đến nay vẫn còn tình trạng nhiều trẻ em vùng sâu, vùng xa phải bỏ học do các em phải đi bộ quá xa để đến trường. Xuất phát từ thực tế đó, một chương trình mang tên Hành trình cuộc sống đã ra đời với mục tiêu là vận động gây quỹ để tặng cho các em những chiếc xe đạp thật tốt, giúp cho con đường đến trường của các em không còn xa nữa. Ngôi nhà trống trĩnh lại càng trống hơn kể từ khi người bố lâm bệnh qua đời, để lại người mẹ đau yếu và 5 người con đang trong độ tuổi ăn học. Cuộc sống thiếu thốn đủ bề, gia đình cách xa trường học nhiều cây số, nên việc học của em Nguyễn Thị Thu Hoài ở thôn Tân Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, lắm lúc tưởng chừng phải bỏ dở. Hoàn cảnh gia đình con khó khăn nên những lúc đi học, con thường phải phụ giúp mẹ việc nhà để mẹ kiếm tiền học phí. Trong đợt này, 50 học sinh Hà Tĩnh có hoàn cảnh khó khăn đã được chương trình trao tặng xe đạp với tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Và đây là đợt đạp xe vận động gây quỹ lần thứ 6 trong năm 2015 với kế hoạch tặng 1.000 xe đạp cho học sinh nghèo trong toàn quốc của chương trình. Vì trường học rất xa nơi các em ở, nên chúng tôi muốn trao tặng cho các em những chiếc xe đạp để các em có thể tới trường, học tập để có một tương lai tốt đẹp hơn. Và các em cũng sẽ có nhiều động lực hơn khi biết rằng vẫn luôn có người hỗ trợ các em. Con đường tới trường của Hoài và các em nhỏ như em giờ đã ngắn lại đáng kể nhờ có xe đạp. Một chiếc xe đạp nhỏ nhưng có thể mở ra cơ hội nâng cao học vấn, thay đổi tương lai của các em. Đó cũng là mong muốn của những người tham gia chương trình Hành trình cuộc sống. Hơn 50 trường học, cơ sở đào tạo giáo dục của Nhật Bản đã có mặt và tham gia các hoạt động xúc tiến quảng bá tại triển lãm Hội thảo Giáo dục Nhật Bản năm 2015 được tổ chức sáng ngày 10 tháng 5 tại Hà Nội. Sự kiện do Hiệp hội Hữu nghị Quốc tế Nhật Bản tổ chức. Trong những năm gần đây, cùng với việc quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng được tăng cường, số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam đi du học tại Nhật cũng như là có nhu cầu tìm hiểu về du học Nhật Bản đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Đây là lần thứ 5 triển lãm và hội thảo giáo dục Nhật Bản được tổ chức tại Hà Nội. Tại triển lãm lần này, học sinh, sinh viên Việt Nam có thể tìm hiểu về cơ hội du học tại các trường dạy tiếng, trường cao đẳng đại học, dạy nghề của Nhật Bản, chuyên về các ngành như ngôn ngữ, kinh tế, công nghiệp, thiết kế, truyền thông. Cùng với đó, các cơ quan giáo dục Việt Nam cũng được giới thiệu về những ưu điểm của hệ thống giáo dục, chương trình đào tạo của Nhật Bản. Với cách vận hành linh hoạt, cùng chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên mối quan hệ mật thiết giữa người dạy và người học, các trường đại học của Nhật có thể đối ứng với những biến đổi của xã hội, kịp thời cung cấp nhân lực phù hợp với nhu cầu của xã hội hiện đại. Nhật phát triển mạnh mẽ như thế này là nhờ nhân tố giáo dục. Cái nền giáo dục Nhật là một trong những nền giáo dục hiện đại nhất và hiệu quả nhất ở trên thế giới. Qua các phương tiện truyền thông, TV, Internet thì em đã được thấy rõ là môi trường học tập ở các trường đại học Nhật rất là khác biệt ạ. Thầy cô giáo thì rất là dễ mến, dễ gần, đặc biệt là ở các trường đại học thì du học sinh rất nhiều ạ. Có rất nhiều bạn đến từ các nước khác nên là cái cơ hội giao lưu học hỏi từ các nước khác rất là lớn ạ. Nếu năm 2013, số du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản là gần 8.500 người, thì đến cuối năm 2014, con số này là hơn 13.500 người, nghĩa là tăng hơn 60%. Tuy nhiên, theo đại diện của Hiệp hội các trường đại học tư thục Nhật Bản, hiện vẫn còn tồn tại một số khó khăn trong việc hỗ trợ học sinh sinh viên người Việt Nam tại Nhật liên quan đến học phí, nhà ở và việc hòa nhập với cuộc sống bản địa. Mục đích chúng tôi tổ chức triển lãm giáo dục năm nay là muốn truyền tải đến những bạn trẻ quan tâm đến du học Nhật Bản những thông tin cụ thể, chính xác về các trường đại học, chương trình đào tạo cũng như bối cảnh xã hội Nhật Bản hiện nay. Chúng tôi đang nỗ lực mở rộng các chương trình học bổng để nhiều người Việt Nam có thể sang Nhật học tập, trở thành cây cầu hữu nghị giữa hai quốc gia. Tính đến cuối năm 2014, số du học sinh người Việt Nam tại Nhật Bản đứng thứ 2 trong tổng số du học sinh nước ngoài tại Nhật Bản. Điều đó có nghĩa Nhật Bản đang là điểm đến hấp dẫn đối với học sinh sinh viên người Việt Nam. Trước khi được tổ chức tại Hà Nội thì triển lãm Hội thảo Giáo dục Nhật Bản cũng đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và sự kiện này đã thu hút được khoảng 3.000 học sinh sinh viên Việt Nam quan tâm ở trên cả hai miền. Đây là 18 bạn tình nguyện viên sẽ hỗ trợ cho vòng chung kết Robocon năm nay. Họ là những người đã được ban tổ chức tuyển chọn kỹ càng từ các trường cao đẳng và đại học trên địa bàn. Có chung niềm đam mê công nghệ, các bạn sinh viên này vô cùng hào hứng và mong muốn góp sức mình cho cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức tại Cần Thơ.
Em thì đã theo dõi Robocon từ một số năm trước, thì em rất là yêu thích chương trình. Và khi mà nghe nó được tổ chức tại Cần Thơ thì em đã quyết định là ngay là nộp hồ sơ để làm tình nguyện viên cho chương trình. Cuộc thi này mang đầy tính sáng tạo và ý nghĩa thực tiễn trong cuộc sống. Chính vì vậy thì là một sinh viên của trường Đại học Cần Thơ, em rất là muốn được tham gia chương trình này để góp một cái phần công sức của mình vào sự thành công của chương trình. Nhà thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ là nơi sẽ diễn ra những trận đấu đầy kịch tính, cũng đã bắt đầu khẩn trương chuẩn bị từ sân bãi thi đấu đến âm thanh ánh sáng phục vụ cho cuộc thi. Ngoài công tác tuyên truyền cổ động cho cuộc thi, Ban Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam và Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ cũng đã có những bước chuẩn bị chu đáo cho sự kiện lần này. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với VTV2, họp gặp gỡ với lãnh đạo thành phố và các ngành chức năng của thành phố. Và có thể nói đến giờ này là công tác phối hợp tương đối yên tâm. Chúng tôi cũng đã cử một ekip kỹ thuật và tất cả anh em quay phim đạo diễn cùng phối hợp với lực lượng của VTV2 vào thì đảm bảo điều kiện tốt nhất, hiệu quả nhất, chất lượng nhất. Tới thời điểm này, những bước chuẩn bị sau cùng cũng đã được nhanh chóng hoàn thành và vòng chung kết Robocon 2015 đã sẵn sàng. 32 đội chia thành 8 bảng sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5. Và với sự chuẩn bị chu đáo như vậy, vòng chung kết Robocon 2015 hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu thật sôi động và bùng nổ. Thưa quý vị khán giả, phần phóng sự mà quý vị vừa theo dõi đã phản ánh được tình hình công tác chuẩn bị cho cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam Robocon 2015. Như vậy là tất cả mọi thứ đã sẵn sàng để chào đón sự tham gia của 32 đội xuất sắc nhất tại vòng chung kết Robocon Việt Nam 2015 sẽ chính thức diễn ra tại thành phố Cần Thơ vào ngày mai, ngày 12 tháng 5. Thưa quý vị khán giả, Huế là một thành phố sở hữu một hệ thống di sản kiến trúc đồ sộ do Vương Triều Nguyễn để lại. Tuy nhiên, ngay bên trong những công trình kiến trúc đó còn có một hệ thống thơ văn đồ sộ không kém, được chạm, khảm, trang trí trên hầu hết các cung điện, lăng tẩm. Hệ thống thơ văn này có thể khẳng định là một kho tàng văn học quý giá, cũng như là các cứ liệu lịch sử quan trọng do Triều Nguyễn để lại. Mới đây, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế đã tổ chức buổi hội thảo nhằm đánh giá lại những giá trị cơ bản của hệ thống thơ văn trên các công trình kiến trúc cung đình Huế, đồng thời đề xuất phương án bảo tồn hệ thống di sản văn hóa có 102 này. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế cho biết, hiện nay trên các công trình kiến trúc thuộc hệ thống cung đình Huế vẫn còn lưu giữ gần 3.000 ô thơ văn chạm khắc sơn thép cẩn xà cừ trên gỗ, 146 ô thơ văn viết tráng men thành pháp lam và 78 đơn vị ô hộc câu đối bài văn đắp sành sứ. Đây thực sự là một bảo tàng sống động về văn chương thời Nguyễn, bởi những bài văn thơ câu đối được lựa chọn đưa lên các công trình kiến trúc đều là những tác phẩm của các vua triều Nguyễn cũng như những quan lại văn nhân hàng đầu. Chúng tôi tự hào rằng là hiếm có một di sản nào trên thế giới lại có chứa đựng trong lòng nó nhiều cái loại hình di sản phong phú như ở cố đô Huế. Cho đến thời điểm hiện tại thì Huế đã có 4 cái di sản được UNESCO công nhận: quần thể di tích cố đô, nhã nhạc cung đình, mộc bản triều Nguyễn, châu bản triều Nguyễn đều là của Huế cả. Điện Long An là công trình kiến trúc thuộc quần thể cung đình Huế hiện còn lưu lại những tác phẩm thơ văn đặc sắc nhất, trong đó phải kể đến hai tác phẩm Vũ Trung Sơn Thủy và Phước Viên Văn Hội Lương Dạ Mạn Ngâm. Đây là hai tác phẩm mặc dù chỉ có tổng số hơn 100 chữ Hán, nhưng bằng nhiều cách đọc, người ta có thể tìm thấy hơn 120 bài thơ khác nhau. Theo các chuyên gia, thì việc đưa thơ văn lên các công trình kiến trúc như ở Cung đình Huế là có 102. Đặc biệt là ở Bắc Kinh. Tôi ở lại Bắc Kinh 3 tuần và cố tình đi khảo sát xem thử có thơ văn trang trí trực tiếp trên di tích không, thì hoàn toàn không. Cũng theo các chuyên gia thì cho đến nay, những tác phẩm thơ văn trên các công trình kiến trúc cung đình Huế hoàn toàn không bị thay đổi về mặt nội dung, nên đây cũng là nguồn sử liệu có tính chân xác cao. Hội thảo lần này ngoài việc đánh giá lại những giá trị về mặt thẩm mỹ, nội dung của hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế, thì các chuyên gia cũng sẽ đưa ra những phương án bảo tồn thích hợp, đồng thời hướng tới việc hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức Thế giới. Ở phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
Bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể truy cập website vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV4Go để theo dõi lại chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.